Kính thưa quý vị các bạn, chương trình Sao Hay Chữ là một chương trình rất vui và hề hước vui nhộn, làm những cái ký ức cũng như là những cái kiến thức về ca dao tục ngữ, văn học, hò dè. Những cái lúc mà chúng ta học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì chúng ta đúc kết lại, chúng ta tham gia chương trình này. Thì trước tới giờ Lâm tham gia rất là nhiều chương trình về giải trí, và lần đầu tiên mà Lâm chơi một cái chơi game show mà cảm giác mà Lâm căng não và thực sự rất là cọc khi mà phải trả giá tiền. Nói chung là tới đây là vui vẻ, có thêm buôn bán theo gì nha. Nói chung chương trình nó đáng xem, mọi người đón xem chương trình Sao Hay Chữ. Mọi người đón xem chương trình Sao Hay Chữ được phát sóng lúc 20h30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 nha mọi người ơi. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20h30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.